Tám bộ phận của vợ càng nhỏ, chồng càng được nhờ, lợi lộc thăng tiến dễ dàng. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các cụ ngày xưa thường có quan niệm cho rằng lấy vợ phải lấy người có tướng đầy đặn, có da có thịt thì mới phúc tướng đầy mình. Tuy nhiên, riêng những bộ phận này của người phụ nữ càng nhỏ thì càng phù trợ cho chồng, mang đến sự thăng tiến cho Đức Lang Quân. Chúng ta hãy cùng khám phá xem đó là những bộ phận nào của người phụ nữ sẽ giúp con đường sự nghiệp của người chồng phát triển rực rỡ trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, bờ vai tròn gầy. Phụ nữ thường thích có một bờ vai với xương quai xanh lộ rõ để cho mình thật thanh mảnh khi diện quần áo. Thế nhưng, theo nhân tướng học thì phụ nữ có bờ vai tròn gầy mới là phúc tướng. Họ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp và có óc chiến lược. Nếu chồng là người kinh doanh, đây quả thực là một trợ lý giỏi khó tìm. Nhờ đó mà như hổ mọc thêm cánh, lợi lộc thăng tiến dễ dàng. Mũi nhỏ. Nhân tướng học cho rằng những người phụ nữ có tướng mũi nhỏ nhắn, thanh thoát, cánh mũi kín đáo thường là những người có tướng phúc mệnh trời sinh. Khi làm ăn kinh doanh sẽ gặt hái được nhiều thành công. Người có nét tướng này sẽ gặp may mắn, thành công trong công việc, sự nghiệp. Họ có tài thuyết phục, được quý nhân giúp đỡ nên chỉ cần nắm bắt thời cơ thì tài lộc, thành công đều nằm ở trong tay. Cưới được người vợ này, hẳn chồng đã rất may mắn vì họ vô cùng hiểu chuyện, biết chăm lo, thu vén cho hạnh phúc gia đình. Thêm vào đó, khi lấy chồng, không những người phụ nữ này giỏi đỡ đàn chồng trong công việc nhà và làm kinh tế. Cưới được người phụ nữ có tướng mũi như trên, chồng làm ăn phát tài, thu được nhiều tiền của. Bắp chân thon. Nhân tướng học cho rằng phụ nữ có bắp chân thon nhỏ là người sáng suốt, tự tin, hành động nhanh nhẹn, có con mắt thẩm mỹ cao. Họ thích tình cảm đến tự nhiên, ghét sự gò bó, ép buộc. Đặc biệt, họ rất chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài. Lấy được người phụ nữ có tướng này, người đàn ông được tự do tung chí lớn mà không bị vợ cản trở nhiều. Sự nhanh nhạy của họ cũng hỗ trợ nhiều cho người chồng trong công việc. Ngoài ra, những người này rất biết cách chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Đây cũng là một điểm cộng bởi vợ biết an diện, cũng khiến đấng mày râu nở mày, nở mặt với người ngoài. Eo nhỏ, mông căng. Phụ nữ, dù là ai, cũng muốn một vòng eo nhỏ, thắt đáy lưng ong. Không chỉ đẹp mà về mặt thẩm mỹ, đây còn là nét quý tướng của phụ nữ. Theo nhân tướng học, phụ nữ có vòng eo nhỏ, giỏi chăm chút gia đình. Họ không ngại khổ, tình nguyện cùng chồng nếm trải khó khăn. Họ xem việc vun vén cho gia đình là điều thú vị. Đàn ông lấy được người phụ nữ này làm vợ thường có trung vận, thành công rực rỡ. Càng về già thì tài lộc càng dồi dào, con cháu hiếu thuận. Miệng nhỏ. Miệng là cánh cửa của cơ thể con người. Theo nhân tướng học, tướng miệng có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Theo nhân tướng học, phụ nữ có khuôn miệng nhỏ nhắn thường là những người thật thà, trung hậu. Trời sinh họ thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn và được nhiều người quý mến. Những người này không chỉ có khả năng tạo nên tài sản cho mình mà còn giúp chồng làm nên nghiệp lớn. Người sở hữu tướng miệng nhỏ, cuộc đời được hưởng vinh hoa, phú quý. Họ không chỉ giỏi giang, khéo chiều chồng mà còn chăm sóc con cái tốt. Bàn chân nhỏ. Những người phụ nữ sở hữu bàn chân nhỏ thường được xem là người có bàn chân quý nhân. Cơ hội đến với họ quả rất tuyệt vời. Nhờ thường xuyên được quý nhân phù trợ, cuộc sống của những người sở hữu đôi chân xinh xắn này sẽ rất tốt đẹp, tiền tài dư giả, cơm ngon, áo đẹp. Phụ nữ có bàn chân nhỏ nhắn, da mịn màng, gót chân tròn đầy là tướng của người phú quý. Người nào mà có gót chân hồng thì là người hồng phúc đầy nhà, cả con cháu cũng được nhờ. Nếu người ấy có gót chân nổi rõ thì tài vận càng cực vượng, trong công việc luôn hoàn thành, buôn bán kinh doanh luôn thuận lợi.
Những tố chất này sẽ giúp chồng của họ thăng quan, tiến chức trong sự nghiệp, tiền tài và công danh. Lưng mỏng. Phần lưng, bình thường đàn ông sẽ dài hơn, tấm lưng vững chãi, chứng tỏ đàn ông mạnh mẽ, cường tráng. Tuy nhiên, nếu một người phụ nữ có tấm lưng dày, thực sự không tốt. Điều đó có nghĩa là lưng phụ nữ có nhiều mỡ và trông rất xấu xí. Khi đó cho thấy quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra bất thường, không thải được chất độc ra ngoài, lớp mỡ tích tụ trên lưng sẽ dày lên, tốc độ lão hóa cũng tăng lên. Vì vậy, một phụ nữ có lưng gầy, mỏng sẽ trông trẻ trung hơn, tuổi thọ kéo dài hơn, ngực nhỏ. Nhiều cô nàng cho rằng phải có bộ ngực căng tràn thì mới hấp dẫn đàn ông. Các cô nàng ngực nhỏ đừng vội buồn vì vòng một của mình không được đẩy đà như người khác và chi một đống tiền để phẫu thuật cho đầy đặn. Ngực nhỏ khiến chị em sang trọng, đẳng cấp, quý phái, mang khí chất tiểu thư mỏng manh khiến đàn ông khó cưỡng lại. Không những thế, theo các nhà khoa học nghiên cứu rằng hầu hết đàn ông mạnh mẽ về tài chính thường chọn vợ ngực nhỏ và ngược lại. Việc lựa chọn một người vợ ngực nhỏ cũng sẽ khiến cho người đàn ông thăng quan, tiến chức. Theo quan niệm nhân tướng học, chỉ cần nhìn vào một số đặc điểm trên cơ thể người phụ nữ, có thể xác định ngay đây có phải là một người vợ hiền, xấu thảo hay không. Ngoài việc tề gia nội trợ giỏi, những phụ nữ sở hữu đặc điểm này còn là người vượng phu, ích tử và giúp chồng làm giàu. Thế cho nên, phụ nữ đừng buồn vì mình sở hữu cơ thể, mình hạt xương mai bởi chính những bộ phận nhỏ nhắn, xinh xắn đó của các nàng đã phù trợ giúp đấng mày râu trở nên thăng tiến, may mắn hơn trên con đường công danh, sự nghiệp. Quý vị thân mến, trái ngược với người phụ nữ có những bộ phận ngày càng nhỏ, chồng càng được nhờ, thì người đàn ông lại có những bộ phận càng to, lại mang lại nhiều lợi ích cho người vợ của mình. Nếu bạn lấy được những người chồng có những nét tướng như vậy, chính là phúc phận lớn, cả đời định sẵn sẽ sống trong sự yêu thương và che chở của chồng. Vậy đó là những bộ phận nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là đôi tai to. Trong thuyết tướng số, đôi tai to và dày được xem là biểu hiện đem lại sự phú quý và giàu sang cho chủ nhân. Người sở hữu đôi tai này trời sinh thông minh và tài ba hơn người. Lúc nhỏ thì học hành giỏi giang, xuất chúng. Lớn lên thì công thành, danh toại, sự nghiệp càng về hậu vận càng vững chắc. Bước sang tuổi trung niên, những người này đã kiếm được một khoản thu nhập lớn, củng cố cuộc sống của bản thân. Điều này không khỏi khiến người khác khâm phục và kính nể. Mũi to, cánh mũi dày. Mũi là điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt. Người đàn ông có mũi to thường sống phóng khoáng, thoải mái, giao tiếp tốt nên có nhiều mối quan hệ. Người này nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Sớm nắm giữ chức vị cao, có được, có quyền. Sớm nắm giữ chức vị cao, có quyền, có tiền, cả họ được nhờ. Ngoài ra, người đàn ông mũi to rất biết cách quan tâm người khác, sống chính trực, công bằng. Vì thế mà họ luôn được mọi người tôn sùng, yêu quý. Bàn tay to. Đàn ông có bàn tay to thể hiện là người bản lĩnh, có quý nhân phù trợ. Người này luôn tự tin ý thức được trách nhiệm của bản thân, dốc hết sức vì gia đình, chăm lo cho cuộc sống của vợ con. Bản mệnh luôn biết cách kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, gia đình mình và cũng không quên những người đã luôn ở bên cạnh, động viên, hỗ trợ. Hơn thế nữa, đàn ông tay to còn biểu hiện là người biết làm mọi việc trên đôi tay của mình, không sợ khó, không sợ khổ. Tương lai chắc chắn, nắm giữ quan trọng nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn. Cùng ngực to. Theo nhân tướng học, một khuôn ngực rộng, vững chãi và vạm vỡ là nét tướng biểu hiện cho kiểu đàn ông có số làm quan to, giàu sang. Những người này trời sinh đã có bản lĩnh và tham vọng lớn, chỉ cần siêng năng chăm chỉ và có chí cầu tiến thì sớm muộn cũng công thành, danh toại. Cuộc sống của người này đa phần nhỉnh hơn đại đa số những người khác, nhưng trong mọi hoàn cảnh họ vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Vòng ba to, tăng tròn. Theo thuật xem tướng thì đàn ông có vòng ba to tròn, đầy đặn, hơi cong một chút lại là quý tướng. Họ rất trung thủy, biết yêu thương, chiều người họ yêu thương. Tuy là tướng đào hoa nhưng họ rất biết giữ mình, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bạn đời. Người này còn có nguồn tài lộc khá lớn, tiêu hết lại có, thậm chí nhiều hơn gấp bội. Đây là người đầu óc tính toán nhạy bén, dễ thành công trong công việc kinh doanh, đầu tư. Đôi chân to.
Bàn chân to tượng trưng cho người đàn ông có tương lai vững chắc, lúc nào cũng là trụ cột trong gia đình. Quý ông này luôn yêu thương vợ con, hiểu và thông cảm với những vất vả mà người phụ nữ phải chịu đựng. Bản mệnh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn giỏi việc nhà, thường chia sẻ với vợ những việc lặt vặt khiến cho người phụ nữ luôn cảm thấy hài lòng khi ở bên cạnh. Vì vậy mà cuộc sống hôn nhân của quý ông sở hữu bàn chân to, lúc nào cũng hạnh phúc, viên mãn. Lấy được người đàn ông như vậy, phụ nữ chẳng những không phải lo về vật chất, kinh tế mà còn luôn được sống an yên, vui vẻ. Cằm tròn, đầy đặn. Cằm tròn, to nhưng cân đối, hài hòa với khuôn mặt là nét quý tướng. Người sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng có được tình cảm của người thân, bạn bè, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở tuổi trung niên, chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng và địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Cùng tới, càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa, phát triển. Nếu dám mạnh dạn khai phá cái mới, vượt ra khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công hơn nữa. Quý vị thân mến, với những lý giải trên, hẳn bạn đã hiểu vì sao người xưa và các nhà nhân tướng học lại có thể nhận định rằng từ hình dáng những bộ phận này của người phụ nữ có thể biết được vận mệnh giàu sang của người chồng. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng những thông tin về nhân tướng như trên chỉ mang tính tham khảo. Việc thành công của đời người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiên địa, cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vì thế các chị em hãy tự tin vào vóc dáng, cơ thể của mình, bởi điều quan trọng, sự đồng lòng, chung sức của cả hai vợ chồng mới là yếu tố quyết định giúp gia đình phát tài, phát lộc, gia đạo, yên ấm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.